Dạ rồi, Khoan Biên 77 xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay em lên clip về hàng rau bi cho em thanh lý hết những cái mặt hàng rau bi đang tồn đọng nhà em. Đồ điện có, đồ pin có nha mọi người nha. Shop em là ở Hòa Nhơn Bình Định. Đây là công cụ làm mộc á, anh em mà. Rồi shop em là ở Tam Quan Hòa Nhơn Bình Định nha. Anh em 77C1, anh em nào ở gần thì mình có cần mua cái công cụ làm nghề mộc nè, đồ điện ha, chà nhám tăng rồi chà nhám tam giác hoặc là các gấp rồi mấy anh nha. Bánh đinh thì mình ghé chỗ em mình mua ha. Đây là hàng rau bi nhập công từ Úc về nha mấy anh. Tức là hàng ở bên Úc người ta đã qua sử dụng mà dạng như là chỉ xài lướt thôi. Cái hàng này, mặt hàng này em lựa ra những cái hàng rất là đẹp. Đó, hàng xài lướt thôi. Giờ em bán thì với cái giá này là giá thanh lý thôi nha mấy anh nha. Mấy anh được nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền hàng kèm tiền ship. Còn những cái mặt hàng này em cũng không có yêu cầu anh em phải cập, nhưng mà mình xác định rõ cái nhu cầu giùm em. Ví dụ như con xịt rửa rau bi đi thì nó nặng quá, nó to cồng kềnh thì hàng đó là phải cập nha. Và đó là mình xác định mua chắc lấy, mình cần test cái vấn đề của con máy nào thì mình cứ nhắn tin để em test máy rõ ràng. Mình ok thì em sẽ gửi hàng cho mấy anh nha. Rồi bây giờ em sẽ đi vào vấn đề luôn. Đầu tiên là em bán cái con cắt gấp ha. Đây gọi là cắt gấp rau bi. Lưỡi của nó là lưỡi 210. Đấy, lưỡi của nó là lưỡi 210, nó đi kèm theo mình cái lưỡi cắt gỗ nha mấy anh. Kèm theo mình là cái lưỡi cắt gỗ nè, lưỡi 210 mm. Đấy, nguyên riêng nha, cái lưỡi này cắt gỗ em nói mấy anh là cực kỳ ngọt luôn. Mấy anh muốn cắt nhôm gì đó thì mấy anh thay cái lưỡi vào thôi. Còn bên em thì riêng theo máy về lưỡi cắt gỗ thôi nha, không có lưỡi nào khác ha, lưỡi cắt gỗ. Rồi con này mấy anh có thể nghiêng 45 độ và nó đủ đồ nha. Đây, cử nè. Đó, công suất của con này là 1.200W. Dạ đây, nhờ công suất của nó là 1.200W và nó dùng kiểu là dùng điện 220V luôn nha mấy anh, rất là tiện. Đó, thay vì mình mua mấy cái hàng Trung Quốc trôi nổi giá rẻ thì con này giá nó cũng không có cao lắm mấy anh, nhưng mà nó là hàng chính hãng nội địa Úc. Đấy, tiêu chuẩn chất lượng của Úc nha mấy anh ha. Đây, nó sản xuất vào tuần thứ 14 của năm 2021. Này, lưỡi phi 120 nè. Đấy. Điện 220V, cắt rất là ngọt luôn. Anh em nào mà thích con này. Đấy, có nghiêng 45 độ rồi các kiểu luôn nha. Anh em nào mà thích cái con này thì alo em. Trước là em bán 1 triệu 6 á. Bây giờ em bán 1 triệu 500 ngàn nha. Đấy. Rất là gọn mà anh, rất là nhỏ. Nhỏ gọn để mình làm, mình mang theo mình đi công trình rất là hợp lý nha. 1.500.000 con này ha. 1.500.000 với con này là mình phải, nếu anh em nào mua thì xác định cặp giùm em nha, phải cặp giùm em đó. Thì anh em mình hỗ trợ nhau tiền ship ha, hỗ trợ nhau 50-50 tiền ship nha. Nói em đẩy hàng đi, chỉ còn một con thôi nha. Đó, rồi tiếp theo là chà nhám. Con này là chà nhám tăng rau bi điện 220V. Đây. Này, con này thì nó hơi ngoại hình nó hơi cũ hơn một tí nhưng mà chạy ok nha. Tất cả các máy em đều test chạy ok hết. Cái này thì nó có đây, nó có kèm theo cái túi bụi hút bụi nữa mấy anh nha, chứ không phải là không vậy đâu, có kèm theo, em sẽ bỏ cho mấy anh. Đây là năm 2 sản xuất năm 2020, điện 220V. Công suất là 800W nha. Mã của nó là EBS800V. Đấy, mà để giùm em hàng ốc mà mình nhìn mình thấy có cái hình tam giác nè và có cái dấu tích ở chính giữa này. Đây là tiêu chuẩn của hàng nội địa ốc nha. Đấy, Made in PRC nè. PRC tức là sản xuất ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mấy anh. Người ta gây giảm tránh kiểu vậy thôi. Đây, còn cái mặt lưỡi nè. Quên, cái khổ nhám của nó là 75 x 533 mấy anh nha. Khổ nhám của nó như vậy ha, 75 x 533. Đấy, con này chạy khá là êm, ngoại hình như thế này. Đấy, thì em thanh lý 600 ngàn thôi. Đấy, quá rẻ, ngang tiền mấy con hàng tàu thôi mấy anh. 600 ngàn ha. Đấy,
anh nào mua thì chụp màn hình lại và nhắn em nha. 800W ha. Điện 220, hàng Ryobi. Rồi tiếp theo là một con trà nhám. Con này là trà nhám tam giác nha mấy anh nha, trà nhám tam giác Ryobi. Đó. Để coi cái tem đây. Nó là sản xuất 2020. Điện 220V và con này là 180W mấy anh nha, 180W ha. RMS180, đấy, chuẩn nội địa ốc. Vòng tua của nó là từ 6 đến 12 ngàn vòng luôn mấy anh nha. Đấy, rồi ngõ hình như thế này. Nó thiếu cái đồ gì, nó có cái mũi nhọn ở trên này này mấy anh. Cái mũi nhọn nó có cái thêm một cái chén gì nữa thôi á, nhưng mà cái này nó thiếu, nó không có thôi, không ảnh hưởng gì cả. Nói chung là cái này nó bị mất cái miếng nhựa đó thôi, chứ không ảnh hưởng gì tới cái bàn nhám này đó. Nó chỉ là cắm điện vào và nó chà như thế này thôi, không ảnh hưởng gì cả. Rồi con này em thanh lý nè, giá chỉ có 300 ngàn một con thôi mấy anh ơi. Đây, 300 ngàn một con ha. Đấy, em có dán giá nè, 300 ngàn một con, anh nào mua thì chụp màn hình lại nhắn em ha. Nó có điều tóc 6 số nha mấy anh nha. Đây, điều tóc 6 số nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Đấy, điều chỉnh ha. Đấy, giá chỉ có 300 thôi, trà nhắm tam giác Ryobi ha. Rồi tiếp theo là máy mài, mài điện Ryobi nha. Đây, mài điện Ryobi điện 220V luôn. Đó, nó trong cái hộp giấy như thế này thôi nha, không có hộp nhựa đâu mấy anh nha. Và cốt của nó là cốt 125mm, tức là mấy anh phải dùng đá lớn nha, không có dùng đá nhỏ nha. Đây, đắt của nó là 2020 RAG80125 800W. Vòng tua nó tới 12.000 vào 1 phút luôn mấy anh nha. Đấy, chuẩn nội địa ốc thì nó phụ kiện của nó như thế này. Đó, nhìn cái lưỡi, cái kẹp lưỡi của nó rất là mới mấy anh, giống như là không có kẹp bao nhiêu lần cả, tiêu xài bao nhiêu lần cả. Đấy, kèm theo cái tay cầm cho mình luôn nè. Đấy, rồi một cái con như thế này giá chỉ có 800 ngàn thôi. Đấy, 800. Anh nào mua thì nhắn em ha. 800 ngàn một con, chuyển khoản bao ship nha. Rồi tiếp theo là một con, đây, con này là đồ pin, tức là nó là trà nhám tăng pin Ryobi. Trời, rất là mới mấy anh, nó mới giống như là 99% luôn. Đây, tem của nó đây. Đó, cái mã của nó là R18BS, sản xuất tháng 2 2021 nha. Đấy, chuẩn nội địa ốc nè, cái da hình tam giác có dấu tích nè. Đã dùng pin 18V Ryobi. Các anh em nào mình đang xài hệ pin Ryobi mà thích một con nhám tăng, làm cho nó nhẹ nhàng công việc à, không vướng víu, là mình chơi chêm con này nha. Thân máy như thế này giá là 800 ngàn thôi, mới 99% luôn mấy anh. Thân máy là 800 nha. Nếu mà mua pin sạc á thì em hỗ trợ mấy em có đóng pin cho mấy anh luôn à. Nó có túi bụi mấy anh nha, cái này nó có túi bụi kèm theo nha. À, rất là đẹp, đầy đủ phụ kiện nha. Nó có túi bụi nè. À, mấy anh mua pin đóng sạc adapter thì em có đóng pin kèm sạc adapter, pin đóng 4A sạc adapter 600 ngàn nữa thôi, là 1.400.000 là mấy anh có xài rồi. 1.400.000 là có một con nhám tăng pin Ryobi nha. Đấy, máy pin sạc luôn. Còn nhà anh nào đang có pin rồi thì mua cái thân thôi là 800 nha. Rồi tiếp theo là một con bánh vít Ryobi. Con này là OneHP. Đấy, mã của nó là FBLIDO2 ha. Tua 2009, đặt tới 4.000 là 1 phút luôn mấy anh. Con này hàng mới của Mỹ nha, chuẩn Mỹ chứ không phải hàng nội địa ốc nha anh nha. Con này là hàng Mỹ, nhập Mỹ về. Đấy, rất là khỏe, lực của nó tới 248 N luôn mấy anh nha. Đấy, là tới 248, rất là khỏe luôn. Có đầy đủ 3 cấp chỉnh lực và 1 cấp auto và lực nha. Cái tiếng đặc trưng của Ryobi nó là như vậy mấy anh nha, chứ không phải gì hết nha. Đấy, rất là khỏe. Con này thân máy là em bán 1.950.000 nha. Thân máy là 1.950.000. Rồi đây, đây là con khoan. Đó, đi kèm theo con vít là mình có một con khoan OneHP luôn, 3 chức năng. Cũng hàng Mỹ nha mấy anh nha. Đây, tem của nó nè, FBLHM101, tua tới 2001 luôn mấy anh nha. Ví dụ như XPH12 của mình thì hiện giờ đang chỉ có 2000 vào 1 phút thôi,
Con này là 2.100 vào 1 phút luôn. Đó, chuẩn UL hàng Mỹ nha. Con này mới 100%, có kèm theo tay cầm trợ lực luôn. Đó, hai cấp chỉnh lực mấy anh nha, hai cấp chỉnh nhanh chậm ấy. Đó. Full hộp giấy mấy anh nha, đầu kẹp Autolock 13 ly, con này là đầu sắt nha. Đấy, trong cái hộp giấy có kèm theo tay cầm trợ lực luôn là 2.300.000 thân máy nha. Thân máy không là 2.300.000 ha. Đấy, anh nào mua thì nhắn em. Còn pin thì ví dụ như pin pin đây. Pin thì có pin ring 2.5A nè mấy anh. Đấy, pin ring 2.5A là 550.000 một cục nha, nhận sạc ring nè. Đấy, pin ring hàng Úc đấy ạ. Đấy. Nhận sạc ring nha. Còn nếu mà mình tài chính không đủ thì mình mua pin đóng adapter. Một pin đóng sạc adapter 600 thôi. Nói mình cộng vô cho em nha. Rồi tiếp theo là một con chuyển qua bán 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 đinh ha. Bán đinh. Con này là bán đinh hơi. Đấy mình sẽ hơi mấy anh nha. Cho mấy anh làm ngày một nè. Đây. Con này là mã của nó đi coi. Bán đinh T mấy anh nha, bán đinh T. À, nó dùng được một phẩy sáu ml gì đây ta, gì đây ba, một phân rưỡi đến 6 phân ấy, phải không? Nó là rồi con này thì mình đinh của mình là dùng được từ 3/2 đến 6,4 ml luôn á nha, 3,2 đến 6,4 ml đấy. Đó là chiều dài của đinh đó mấy anh. Nhiều anh ảnh hỏi là đẹp bán được 5 phân không đó, thì con này nó tới 6,4 nha. Có chỉnh nông sâu nha. Đây, có chỉnh nông sâu đồ các kiểu nha. Đó, hàng nó rất là đẹp, nó kèm theo một cái túi nha cho anh nha. Nó kèm theo cho mình một cái túi nha, túi túi xách để mình đựng mang theo nè. Đấy thì con này em bán là 600 ngàn nha. 600 ngàn một con. Rao bay đinh T bán mình sử dụng hơi. Đó. Rồi còn con này là 3 trong 1, tức là mình dùng được 3 loại đinh luôn nha. Đấy. Đây. Mình dùng được 3 loại đinh, đinh F, đinh T và đinh U. Này mấy anh nè, mấy anh nhìn nè. Đinh U ha. Đinh F, đinh T đây là cái thông số của các loại đinh mà mình có thể sử dụng nha. Đó. Con này thì cũng đẹp y vậy luôn, nó nằm trong, nó còn túi nha, nó có tặng cho mình kèm theo một cái túi rao bi, cái túi để mình đựng nó ha. Đây. À, con này cũng có chỉnh cử nông sâu đồ các kiểu. Đấy. Rất là mới, cũng như là dụ dùng lướt thôi mấy anh, dùng lướt vài lần thôi. Con này thì đát 2020 nha. Đát 2020, mã của nó nè. Rồi. Cái bạn này thì em thanh lý giá là 800 nha, 800 ngàn một con nha. Đấy, 800 ngàn một con bán đinh 3 trong 1 luôn, dùng được 3 loại đinh. Rồi con này là 600 ngàn, đó, bán đinh hơi. Rồi cưa đĩa nha, cưa đĩa Ryobi. Con này là cưa đĩa lưỡi tắt lưỡi của nó mình xài là lưỡi 150 mm. Và nó tua của nó 4.700 vòng một phút. Sản xuất 2020 này, chuẩn nồi đĩa ốc nha. Bạn này là bạn có than mấy anh nha. Cái lưỡi cưa của nó nè, đây là cái lưỡi cắt gỗ, lưỡi ring của hãng luôn. Đó, lưỡi ring của Ryobi luôn này mấy anh, nó có kẹt chữ lên nè. Đó. Cắt cực kỳ mượt luôn. Có nghiêng bàn 45 độ các kiểu đầy đủ nha. Đấy, nghiêng bàn. Đó. Rồi cái con này thì nó xài pin Ryobi 18V. Cái này thân máy là nó 700. Con này nó có chổi than mấy anh nha. Có chổi than nó rất là khỏe. Thân máy nó là 700. Mấy anh làm DIY hoặc là muốn làm ở nhà mình, lâu lâu mình làm gì đó, mình cắt gỗ gì đó, mình làm thiết kế cái gì đó cho riêng mình đó, mà không có kéo dây điện dây đài thì mình xài con này là hợp lý nè. Thân máy 700, một bộ của nó 1.3 triệu là có xài. Là một máy một pin một sạc luôn mấy anh. Còn nếu mà nhà có pin Makita thì mua cái đế này bỏ vô. Đây, cái đế này là 250. Đây, cái đế chuyển qua pin Makita mình chọt vô. Đó, cái đế này 250. Đó, anh nào mua con này thì nhắn em nha, cắt rất là khỏe luôn.
Rồi mình cưa đĩa xong là mình phải tới cưa lạm nha mấy anh nha. Này rất là cần thiết luôn. Đây là con cưa lạm cũng là động cơ có chổi than luôn, 18V rao bi nha. Có đá lưỡi. Đây, nó có đá lưỡi rồi đừng hòn ha. Chỉnh tóc nè, từ 0 đến 3 nè. Đấy. À cái này là chỉnh đá lưỡi chứ, quên. Chỉnh đá lưỡi nha. Đấy, từ mạnh tới nhẹ mấy anh, từ 0 đến 3 nè, à, nó có chỉnh từ mạnh tới nhẹ nè. Rồi đây, nó chỉnh tóc thì ở trên này. Chỉnh nhanh chậm ở trên này mấy anh, trên cái đầu này nè. Đấy. Rồi nó có khóa an toàn nha, khóa an toàn rồi bài bản hết. Mình em bán em sẽ tặng kèm cho mấy anh một cái lưỡi cắt gỗ nha. Lưỡi cắt gỗ. Rồi con này tua nó là tới 3, tối đa là đạt tối đa tới 3.000 vào một phút. Đát 2020 ha. Mã của nó là R18GS. Đây, chuẩn nồi địa ốc nè. Rồi bạn này thì thân máy của cưa lạm nó hơi cao tiền so với những cái loại còn lại mấy anh nha. Thân máy của nó là 1.300.000 ha. 1.300.000. Con này dùng sướng lắm mấy anh mà làm nội thất á. Mình đi làm nội, đi lắp đặt nội thất cho người ta nè. Các gỗ MDF rồi cực kỳ sướng luôn. Các nhựa rồi mấy anh. Các chảy uốn lượn rồi đó hợp lý luôn nha. Rất là cần thiết. Không có kéo dây nhựa nhùm nhà gì cả nha. Mấy anh đi làm công trình, đi lắp đặt rồi đó, xài hợp lý. 1.300.000 thì nếu một bộ nó có 1.900.000 thôi mấy anh. 1.900.000 là một máy một pin một sạc nha. Em sẽ đóng pin đám xạ adapter cho mấy anh, bảo hành cho mấy anh 3 tháng luôn, cả máy cùng bảo hành 3 tháng mà pin em cùng bảo hành 3 tháng luôn, nên cái này mình cứ xài tẹt ga, yên tâm ha. Rồi, một con cưa pin Blacker nha. Cưa pin Blacker 18V. Này, con cưa xích nha mấy anh ha. Đấy, con này khá là đẹp, con này hàng nội địa Nhật nha. Đấy. Đây, trên tem của nó chỉ là toàn là nó hướng dẫn sử dụng toàn là tiếng Nhật thôi mấy anh. Đấy, em sẽ anh Vinh anh sẽ đổ cái chân pin nhà mình không có pin Blacker 18V đó, pin trước á, thì em sẽ đổ cái chân pin để mấy anh xài pin Makita 18V nha. Đấy, đổ cái chân pin vô để mấy anh nhà mà đang dư pin trung Makita đó thì mình xài để mình cắt cành cái gỗ rồi mấy anh. Đấy, mình làm đơn giản. Rồi con này em thanh lý luôn. Thân máy là 950.000 ha. Đây, thân máy 950.000. Blacker, nói giá này là quá là rẻ mấy anh. Nếu mà mấy anh muốn dùng pin đúng của Blacker thì em cũng có luôn nha. Em có pin đóng của Blacker, pin trượt như thế này. Còn nếu mà nhà dư pin Makita thì em sẽ đổ đế Makita vào cho mấy anh. Đấy là 950.000 cái thân. Rồi tiếp theo là con xịt rửa mấy anh ha. Xịt rửa rao bi 1800W 2000 PSI. 1800W 2000 PSI. Nó có thể xịt hút là 6,67 lít nước trên cho 1 phút mấy anh nha. 6,67 lít trên 1 phút. Thì dây kèm theo là dây dài 5m. Con này là nó hút nước vào, nó không có phải là hút nước vào giống như những con máy tàu mấy anh nha, hàng phát cái hàng Trung Quốc á, người ta làm kiểu là tự hút nước vào. Còn con nó sẽ rất là mau hư cái phốt đó mấy anh, nó hút vào nó mau hư lắm, dùng đâu một thời gian là thấy con máy nó hư rồi. Một thì con này nó xài cái kiểu là mình phải cấp nước cho nó, phải những cái con máy cỡ như thế này xài cấp nước nó rất là bền luôn. Nhà em cũng sắm một con xài 2-3 năm chả thấy hư hao gì cả, mình dùng được thời gian rất là lâu. Ví dụ như mình rửa xe hơi rồi vẫn có thể xài con này được mấy anh nha. Rửa xe hơi, mình rửa xăng mà xăng vườn rộng rồi đó thì con này giá rất là hợp lý. Nó xài nước cấp thì mấy anh chị mua cho em thêm, tức là em sẽ có cái nước dây ra của mấy nước cấp của mấy anh á, thì dây ra thì em có nhưng mà cái dây vào cấp nước cấp vào là mua mấy anh phải mua cái ống dây phi 14 nha. Đấy, cái ống phi 14 mình gắn vô đai đó, thì nó hút nó rồi mấy anh nó sẽ cấp nước cho nó, mình xả vòi ra là nước nó chảy vô đó, rồi mình bật lên mình đề lên nó sẽ hút nước. Đấy, nó xài kiểu nước cấp trực tiếp cho nó, chứ không phải là mình, chứ nó không có kiểu như mấy cái loại kia là mấy anh bỏ vô cái xô nước mấy anh xịt được nha. Cái này không có ha, cho nên là nó không cái cơ chế nó sẽ rất là bền. Đây. Độ cái gì đây, công suất của nó gì dùng điện 220V nha. Sản xuất là tháng gì đây, sản xuất năm 2021.
Đây, sản xuất năm 2021. Cái bình này là bình riêng của nó này. Bình bọt mấy anh nha. Mình chế bọt vô đây, chế xà băm. Mình bỏ nước và xà băm đặc á mấy anh, rồi mình trộn lên. Đấy, bình bọt của nó. Nếu mà mấy anh muốn dùng ống súng ngắn á, súng ngắn là em sẽ gắn cái tay súng ngắn vào cho mấy anh. Còn riêng của cái dòng Raobi này thì nó sẽ là súng dài nha. Đấy, riêng nguyên riêng của nó là súng dài. Đó, súng dài nó khỏe hơn mấy anh ơi. Nha, nó ra cái áp lực nước mạnh hơn súng ngắn nha. Còn mình xài gia đình mình thích súng ngắn thì em sẽ bỏ súng ngắn vào mấy anh cho mấy anh, nhưng mà điều súng ngắn đó là súng lô chứ không phải đồ riêng của nó. Đấy, tùy vào nhu cầu. Thì con này em đang bán với giá 1.600.000 bao ship nha. Này, 1.600.000 bao ship nha mấy anh nha. Đấy, điện 220V, con này xài rất là sướng luôn, cực kỳ bền luôn. Lâu nay mình cứ xài mấy cái con máy tàu mà mua đồ ở ngoài tiệm mà cứ tầm 500-700 hoặc là cả triệu một con, mà xài vài tháng là nó hư, rất là mình xịt nhiều á. Đấy, mình xịt nhiều á thì mình nên mua cái con như thế này mấy anh. Giá nó cũng ngang tiền mấy con đồ Trung Quốc thôi, nhưng mà nó bền hơn. Tại vì cái cơ chế kiểu nó, con này nó chạy chổi than mấy anh nha, nó xài chổi than nha. Đó, em bảo hành cho anh em mình 3 tháng luôn, khỏi lo. Hồi giờ em bán cái dòng này rồi. Bữa trước có một anh khách, anh tâm sự nói với em là anh mua cái con hàng 4 triệu rưỡi luôn, mà kiểu nó cái cơ chế của nó tự hút quá mấy anh. Đó, nhưng nó mau hư cái phốt quá. Lúc nào mỗi lần anh xài anh cũng phải gỡ ra, anh gỡ ra rồi anh chỉnh sửa cái phốt lại rồi anh mới gắn vào thì nó mới chạy được, rất là phiền. Đấy, thành ra nhiều người lớn tuổi là họ sẽ không có làm được. Cho nên là anh cũng đặt mua của em một con này cho ông chú gần nhà đó. Người ta không có dùng được 4 triệu rưỡi, người ta mua 1 triệu 6 thôi, về xài vô tư. Rửa sân vườn nè, hoặc là rửa xe, rửa mình xịt cây cảnh rồi mấy anh. Đấy, mình có nhiều chế độ nha, có nhiều chế độ tưới cây nè, rồi xa gần đồ, nói chung là nó nhiều chế độ chỉnh lắm. Anh em nào cần clip test thì mình cứ nhắn em để em gửi clip test con này qua nếu mình chưa biết sử dụng. Đó, chứ còn con này thì em thấy thị trường họ bán rất là nhiều. Đấy, anh nào mua món nào thì ủng hộ em ha, nhắn chụp màn hình lại và gửi qua Zalo cho em. Số Zalo của em là 0903 840 137 nha. Đấy, trà nhám nè, rồi bán đinh, rồi cắt gấp. Đấy, anh em mình mua cái nào thì ủng hộ em ha. Rồi em cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Anh em xem like, xem video á, nhớ ấn cho em một nút like nha. Còn anh nào chưa có đăng ký kênh của em thì mình đăng ký kênh để sau này em có lên clip thì sẽ thông báo, mình nhận được thông báo liền luôn ha. Để mình cập nhật những cái món hàng mà mình cần trước tiên, mình sẽ là người mua đầu tiên luôn mấy anh nha, không có tốn tiền gì cả nhưng không có ảnh hưởng gì luôn. Rồi, chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Rồi, xin chào mọi người ạ.